Ai chạy ai quấn cỡ này sao chịu nổi. Chạy không có kiếm bảo kiếm đâu ra quấn kỳ quá. Thank you.
Hay quá rồi. Cầu chưa ra la chứ này kỳ quá. Mà đập giống giờ mình rồi. Cái chỗ này không. Nhẹ nha. Mai đem bảo kiếm gì? Đây bảo kiếm là ngon rồi, đây quýt là bập bập đen nhá. Phải có đấy.
Để tôi quýnh dưới lưới. Để tôi quýnh dưới lưới. Kệ vậy. Ông Khánh chạy qua chạy lại làm.
rối đội hình. Về con. Tất cả đứng yên chỉ có một mình việc tiến bộ từ ngày đạp xe đạp ra ngoài nhất luyện thêm vào thu nhập á không ai chịu nổi. Lớn lên. À giờ cách gì xử một việc nhận việc nghèo quá mạnh nè. Sáng sớm đạp xe. Sáng sớm đạp xe. Dở vậy. Đảo đường nữa là cũng lỗi. Công việc nóng mạnh nhất trong đàn. Em tập trung thì chỉ có mạnh nhất là năng.
vô hết sức vô việc đó hả? Ờ. Lắm em. Nói nhiều quá mà giao vô lưới quá không? Kim trái nó khó quá. Chết rồi. Vô lắm nhặt này cũng giống đúng không? Cấp luôn. Đâu? Tăng ngay con mạnh. Lúc. Đó đều. Bỗng luôn. Anh chạy. Ê. Rồi vậy. Quá hay luôn. Cái đó qua sau lưng của Cường là việc khó chứ khó cũng khó ấy lắm. Quá. Chắc lưng tốt nữa hả? Đúng rồi. Rồi. Em mình nên tập trung cái việc là sao mà không mạnh nhất mà quan sát phải quan sát, thủ lui vô mình bỏ ngắn liền. Thank you.
Hay quá chị ơi, hay quá. Bỏ luôn. Trời ơi, mẹ. Đó, 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 đó. À, quýt cái cây vậy.